Hello, xin chào tất cả bạn. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của NTN NTN cùng với lại bốn thằng cháu đang ngồi cạnh tôi đây. Hai cháu không? Bốn ông sẽ là cháu tôi nếu mà thắng được tôi 50 triệu này. Còn không thì là tôi làm cháu các ông. Đấy. Ok. Đây là thử thách thi ăn. Nếu mà bốn ông ở đây mà ăn thắng tôi mà vào được trong chung kết mà loại tôi ra được thì tôi sẽ làm cháu các ông. Bây giờ chúng ta sẽ có bốn phần thi. Loại được tôi ở phần thi đầu tiên này, tôi làm cháu ông luôn. Đấy, và 50 triệu này sẽ là của ông nào mà giành giải nhất của cuộc thi ăn ngày hôm nay. Ok, và chúng ta sẽ có 4 phần thi ăn. Mỗi một phần thi sẽ ăn một loại đồ ăn khác nhau. Đấy, ông nào mà ăn ít nhất sẽ bị loại. Còn ông nào mà ăn nhiều nhất thì được vào vòng trong. Ông nào mà ăn pro nhất thì được 50 củ này. Đấy, tôi chỉ xin lại mỗi cái nịt thôi. Đấy, 50 củ của ông hết. Còn okay. Chơi. Rồi, bây giờ không linh tinh lên tuyên gì nữa. Chúng ta sẽ bắt đầu với lại cái thử thách thi ăn của tập 1. This is a bat. À không, chậm. Ê, nhẹ thôi, vỡ. Ui sợi. Nhất người. Đây là chậu nha các bạn, nhưng mà thôi gọi là bát. Tôi không kiếm được cái bát nào nó khổng lồ, nó to như này. Thôi mua chậu về cho hợp lý. Ở hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với cuộc thi ăn tòm mì. Đây là tô 1 gói, 2 gói, 3 gói, 4 gói, 5 gói, 6 gói, 7 gói, 8 gói, 9 gói, 10 gói, 11 gói, 12 gói. Ở đây có 12 gói mì tôm, chưa bao gồm nước. Và mọi người sẽ phải thử thách ăn hết toàn bộ 12 gói mì tôm này. Hết hay không thì tùy mọi người. Đấy, còn tôi là tôi tuyên bố là tôi ăn hết. Ok. Chật đấy. Ui. Đây là một cái cân dùng để cân cái lượng thức ăn dư thừa của anh em sau khi mà thử thách này kết thúc. Xem ai là người ăn ít nhất sẽ bị loại ra. Đấy, để cho nó công bằng thì bây giờ là tôi sẽ cân thử nhá. Đây, bao nhiêu cân? Bao nhiêu? 1 cân tư. 1 cân tư chưa bao gồm nước. Nếu mà nước vào tôi nghĩ là lớn ngứa phải 2 cân đấy. Đấy thì cứ nôm na là khoảng tầm 2 cân mì tôm. Ai mà ăn được 100g mì tôm nước sẽ được 100.000. Đấy, cứ thế mà chơi thôi. Anh em cố mà ăn càng nhiều càng tốt. Cố mà loại tôi ra nhá. Bây giờ là không linh tinh luyên thuyên gì nữa. Thì là chúng ta sẽ bắt đầu vào cái thử thách thi ăn tòm mì, à mì tôm. Đấy, anh em bóc ra đi. Của ai người ấy làm. Đấy, bóc ra. Càng đấy. Càng đấy. Ôi, đơn giản không? Anh vỡ ba vỡ bẩn. Rồi đây, hiện tại là anh em đang nêm gia vị vào mì tôm. Đấy. Anh em là cho muối, cho rau, cho sốt thoải mái, tự do. Rồi, nước sôi. Đây là tương cà. Đấy, nhìn rất là ngon. Rồi, các bạn thấy là tương cà nhìn rất là ngon. Wow, ngon đấy. Đây là salad cá hồi. Bây giờ tôi sẽ cân cái chậu mì lên xem nó nặng bao nhiêu kg. Cho lên đi em. Úi dồi. Sau đó sẽ úi cân dồi, úi dồi, nặng quá. Bao nhiêu cân? 4 cân 2 một bát mì khổng lồ. Bát mì của tôi. Đây bát mì của Hùng. Bao nhiêu cân? 3 cân 9. Ok. Rồi. Hơn một tí cũng không sao cả. 4 cân 2. Úi dồi. Đấy, cứ của ai mà cân nặng mà thiếu thì chúng tôi sẽ đổ thêm nước vào. Đây các bạn nhìn, ngon chưa? Đổ thêm vào. Nhìn ngon thế. Đổ thêm nước vào đi em. Nữa. Rồi. Ok. Rồi đây. Cân 2. Đây là bát mì của Duy. Bao nhiêu? Gần 4 cân 2. Gần 4 cân 2, đổ thêm nước vào. Rồi, ok, 4 cân 2. Xong bát mì của Duy. Đây bát mì của Trọng. Đây là bát mì của Trọng. Bao nhiêu đây? Đây, các bạn thấy là đổ nước vào lên 4 cân 2. Rồi. 4 cân 2 nha các bạn. Ok, toàn bộ là 5 bát mì đã đạt đủ số lượng kg.
4 cân 2 đây. Anh em sẽ phải ăn hết 4,2 kg bì tôm. Ok, sau khi mà chế biến xong thì chúng tôi có ở đây là 5 bát mì tôm khổng lồ với cân nặng là 4,2 kg một bát mì tôm. Đấy, một chậu mì tôm. Thì bây giờ toàn bộ năm chúng tôi sẽ bắt đầu solo ăn mì tôm với nhau. Ai ăn nhiều nhất sẽ được vào vòng trong, ai ăn ít nhất sẽ bị loại. Và cứ 100g mì tôm ở đây sẽ tương đương với lại 100.000. Sau khi ăn xong sẽ cân và chúng ta sẽ có 60 phút để ăn. Ok, đúng 60 phút để ăn. Ăn nhiều ăn ít là tùy các ông. Đấy, bây giờ nhá, các ông cướp 50 triệu thôi nè. 60 phút bắt đầu. Chưa, từ tỉnh tỉnh đảo đã. Anh em sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. 3, 2, 1, bắt đầu. 60 phút thôi mà. Còn đấy, tôi nhịn đói bao nhiêu ngày nay để mà thử thách cái video này. Ăn được không? Nóng quá bạn. Thật sự là tôi rất là nóng. Hết mồ hôi. Thế mồ hôi. Nóng rồi. Là em trở lại chảy vào mic thôi. Cứ tưởng ăn là tướng nhưng hóa ra ăn còn khổ hơn tướng. Ăn khổ thế. Ôi trời. Vậy các bạn ơi, còn nguyên luôn. Chưa hình như là nó không hơi tí nào. Bao nhiêu nở con đấy. Ăn răng đến đâu nở đấy, ăn đến đâu nở đấy. Đây. Thật là kinh điển. Ngon quá. Cho nhanh nhất này. Còn đây này. Đây, của mình còn bao nhiêu của ông Nam vừa đã bơi rồi. Của tôi vừa đấy còn nguyên. Ăn kinh khủng thật. Giờ này nó ăn phải hết rồi. Ăn đấy. Không dài. Nhìn nào, nhìn nào. Đúng rồi. Thế là phải như này, ăn nó phải thế. Đặc cấp. Tí kêu. Ông nào thắng tôi đến 50 củ ấy. Từ từ đã. Thời gọn phút nào đấy. Tại là 15 phút đã trôi qua. Nhưng mà anh em vẫn còn đầy đầy bát. Càng nở ra. Càng nở. Tôi đã có dấu hiệu là nhưng mà hy vọng tôi sẽ ăn hết được. Ngu gì mất 5 củ. Ok. Ăn đây anh em. Cứ bới bới làm gì, múc lên mà ăn. Nhìn tưởng đẳng cấp nào, lúc đầu to mồm lắm mà. Ăn đi. Lúc đầu chưa ăn nó thèm thèm. Thèm. Chỉ muốn nói tiếp thèm gì. Của mình càng lớn nhỉ? Của mình ở 13. Ăn đâu, ăn đâu, ăn đâu. Không thể ăn được. À, có ăn gì nào? Không biết. Không ăn đi không? Một tắc thì mang chất tràn lắm, ăn đâu. Dưới ăn dưới, tắc không? Lấy đồ ăn 50 củ nha. Anh cứ từ từ, một tiếng thôi mà. Tôi là thật sự là tôi không ăn được nữa. Lo rồi. Nếu mà nôn ra tính sao để tính được tôi tiền thì ăn được đến vào ngày không ăn nữa. Rất là tôi bỏ ăn rất là lâu rồi, tôi không thể ăn được nữa. Ok, hiện tại tôi còn vào này thì tôm tí đã cân xong. Đây tôi còn vào này thì tôm ăn quá nhiều lâu. Ăn đi. Tôi đang được anh em thật ra 60 phút
bây giờ thì các ông này vẫn chưa nào ăn nhanh được bằng tôi, ăn nhiều được bằng tôi thì là tôi sẽ đổ được anh em. Chị đi về. Tôi cảm thấy rất là no, không thể ăn được nhiều như này, không phải ăn được nữa. Không phải ăn được nữa. Tôi bảo bọn này không biết là từ giờ lúc kết thúc có ăn được không. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại rất là no. Có người sắp lôn rồi. Vừa một người nôn là bốn người nôn. Anh em đừng có lôn nhá. Vui ơi Huệ. Ôi. Ăn đi. Anh em ơi, ăn lên nào. Căng ngày, căng ngày. Mấy thằng cháu này. Không, bây giờ không thể gọi là anh em được. Tao các chú đi làm cháu anh chưa? Hả? À, xong. Chưa biết được. Chưa hết thời gian chưa biết được. 30 chưa phải là Tết. Cái chưa? À, không cái trước à, ok. Ừ, không, Hùng nó đúng các bạn, không nên gáy trước cái gì cả. Giờ nó đang ảo, đang diễn này, tí nó hút hết giờ rồi. Quay đi quay lại còn đứng biết chợ. Ơi nò quá rồi các bạn ơi. Chết tiền rồi. Ok, hiện tại là 30 phút đã trôi qua. Nhưng mà thấy anh em đây là kêu là không thể ăn được nữa. Không nuốt được nữa. Chắc chắn chưa? Mệt lắm. Ngán lắm rồi. Chọn sao? Em ngán lắm rồi, nuốt được luôn. Cũng vậy. Hao này cũng thế. Thế bây giờ là chốt cả bốn ông nhá, bốn ông phải thống nhất với nhau. Nếu mà ông nào thống nhất bây giờ kết thúc trò chơi từ cái điểm này bắt đầu tính điểm thì giơ tay lên. Ok, cả bốn ông đều là đồng ý là dừng cuộc chơi ở tại đây và chúng ta sẽ cân cái lượng thức ăn mỗi người ăn được, xem là mỗi người ăn được bao nhiêu kg đấy, bao nhiêu lạng. Ok, tôi thì có thể tính được kg. Hiện tại đây là cái bát của tôi, các bạn thấy là cái bát của tôi kinh khỏe đấy. Đấy không? Còn đây là mấy bạn có ông. Thì bây giờ tôi sẽ cân đo đong đếm để xem là bao nhiêu kg. Ok, kết thúc cuộc thi chưa được 60 phút. Chọn ăn được bằng này. Đấy, còn bằng này. Đây là của Duy. Còn đây là của tôi, NTN. Đây là cái bát mì tôm của tôi. Còn đây là của Huy. Của Hùng đây. Bây giờ là sẽ cân lên để xem mỗi người ăn được bao nhiêu kg để loại ra cái người ăn ít nhất và cộng tiền cho anh em. Mỗi 100g là sẽ được 100.000. Đấy. Đây là cái bát mì tôm thôi. 3 cân. 3 cân tròn. Tôi ăn được 3 cân tròn. Vẫn chỉ được ăn được 3 cân, không thể ăn được nữa. Đây. Ở đây là còn 1 cân nữa, không ăn được. Đau quá. 3 cân. Tức nghĩa là Duy ăn được 1 cân 2. Vãi trưởng đấy, được. 1 cân 2. Ok, vậy là được 1 củ 2. Rồi, bỏ xuống đi không? Bao nhiêu? Đây, các bạn nhìn nhé. 1 cân 8, 1 cân 4. Còn 2 cân 8 phải là được cân 4. Chọn ăn được cân 4, vãi trưởng. Bao nhiêu? 1 cân, 900g. Bao nhiêu đây? Hùng ăn được ít nhất. Xin chia buồn với Hùng lại lượn tiếp. Ok, Hùng lại lượn tiếp nhé. Cơ quả tóc đẹp không? Bộ tóc đẹp tưởng được vào cuối cùng ra đầu tiên. Nói chung ông này không có triển vọng rồi. Đây là ba anh em sẽ được vào vòng trong Sono với NTN. Ok, sau 35 phút thì đã tìm ra người giành chiến thắng, đó chính là NTN ăn được 3 kg, còn lại là 950g, 1 cân, 1 cân 2 và 1 cân 4. Ông này ăn rất là nhiều này, cũng được, khả năng có triển vọng đấy. Nhưng mà nhất làm sao được, anh ăn được 3 cân mà. À thế à, ok rồi. Sau khi mà thử thách ăn mì tôm với cái khối lượng kg lên đến 4,2 cân, Hùng vẫn là người bị loại. Hùng! Chưa game nào ông mới thắng. Thôi, chia buồn. Quá đen rồi. Em có thể rời bỏ cuộc chơi từ bây giờ và em chỉ được 950.000 thôi. Ok. Chia bàn tay gái. Chia buồn nhá. Bye bye nhá. Ok, vậy chúng ta sẽ phải tạm biệt Hùng. Hùng đi đi Hùng. Bye bye em. Bye bye. Bye bye. Đi nhá. Không đến 950 à? Hả? Có. Có, nói to lên à. Có. Ok, kết thúc thử thách đầu tiên thì sẽ có 4 người được vào vòng thi thứ hai, đó chính là Huy, NTN, Duy và Trọng sẽ vào solo ăn một cái món ăn mà tập 2 các bạn sẽ biết. Còn bây giờ tôi sẽ đi ra kia để trao tiền cho anh em ở cái phần thi đầu tiên này. Đây là phần thưởng dành cho Trọng. 1.4 triệu. Đấy. Cứ ăn mới có tiền. Đây, của Duy 1.2 triệu. Đây là không làm cũng có ăn đây. Ơ, 7 lít, thiếu 5 lít. À đây. Ok. Vẫn tỉnh phết đấy. Huy, 1 củ. Đấy. Còn cái nịt.
Không con nịt, không con nịt. Đây của Hùng 950 bo cho 50 nữa cho một củ. Hợp lý chưa? Cười lên xem nào. Ok, kết thúc clip thì ăn tập 1. Hy vọng tất cả các bạn đang xem clip của tôi sẽ ủng hộ một cách là like, subscribe, chia sẻ và nhớ đăng ký kênh của nhà. Bye bye. Bye.